nghịch lý Meghan Markle. Dù bị ghẻ lạnh vì những rắc rối gây ra, Meghan Markle vẫn có vị trí nhất định khi trở về nơi đã chứng kiến khoảnh khắc cô đổi đời, Hoàng gia Anh. Trong dòng sự kiện nữ hoàng Elizabeth II băng hà chiều mùng 8 tháng 9 giờ London, không chỉ người dân Anh, điều mà công chúng toàn cầu dành sự quan tâm đặc biệt là cách vợ chồng Harry Meghan Markle xuất hiện ở tang lễ bà nội. Dù có người khen, người chê trách, nữ công tước xứ Sussex vẫn nắm chặt tay chồng rời khỏi đại sảnh Westminster sau lễ rước linh cữu của nữ hoàng Elizabeth II từ cung điện Buckingham. Hành động bất chấp dư luận của Meghan Markle khiến người ta đặt ra câu hỏi, Meghan đang tính toán điều gì? Phá vỡ mọi quy tắc hoàng gia, hôn lễ thế kỷ của hoàng tử Harry và Meghan Markle diễn ra vào ngày 19 tháng 5 năm 2018. Đâu ai ngờ kể từ giây phút đó, cựu diễn viên Suits từng bước làm đảo lộn nề nếp đã được hoàng gia Anh xây dựng ổn định từ trước. Meghan là công nương đầu tiên và duy nhất phá vỡ quy tắc ăn mặc của gia tộc lắm kỷ cương nghiêm ngặt này. Theo People, mọi điều cấm kỵ như sơn móng tay đen, diện đầm trễ vai, váy trên gối, quên đeo huy hiệu, không mặc quần tất cô đều phạm phải. Hoàng gia Anh luôn quy định trang phục tối màu chỉ được sử dụng trong thời gian để tang. Đó là lý do Kate Middleton, Beatrice Eugenie xuất hiện với trang phục tối màu trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên, Meghan Markle không như vậy. Vợ Harry không cần đợi đến lễ tang để mặc loạt trang phục đen hoặc tối màu. Trong buổi tiệc chiêu đãi của em gái Kate, Pippa Middleton, cô đã chọn váy đen và khiến truyền thông bất ngờ. Sự kiện này là lễ cưới, thế nên việc người trong hoàng tộc mặc đồ đen bị coi là khiếm nhã. Theo nguồn tin thân cận của hoàng gia, nữ hoàng Elizabeth II từng không hài lòng việc cháu dâu đến trooping the color lễ diễu hành của quân đội Anh chào mừng sinh nhật bà, với bộ đầm trễ vai gợi cảm. Trang phục kiểu này vốn không được chào đón. Và còn nhớ, Meghan đã tiếp tục làm trái ý nữ hoàng khi sơn móng tay đen ton su ton với bộ đầm lịch vải từ Givenchy, xuất hiện ở sự kiện Fashion Awards tháng 12 năm 2018. Tại cung điện Buckingham, phụ nữ để móng tối màu là điều tối kể, Meghan hiểu rõ nhưng vẫn sai phạm. Trong khi công nương kết luôn để móng tay màu sáng tự nhiên, thật hiếm thấy phụ nữ hoàng gia nào làm như vậy. Meghan Markle thường xuyên phá vỡ quy tắc này, đặc biệt từ khi cô ấy rời hoàng gia, Hello Magazine nhận định. Không chỉ làm trái quy tắc ăn mặc, nữ công tước xứ Sussex còn gieo rắc nỗi muộn phiền thông qua yêu sách, kiểu cách chảnh chọe, cách cư xử thiếu chuẩn mực đáng bị chê trách. Điển hình vào tháng 9 năm 2019, Daily Mail đưa tin Meghan dám từ chối lời mời của nữ hoàng đến kỳ nghỉ hè ở lâu đài Balmoral với lý do bé Archie còn quá nhỏ. Tuy nhiên, lý do này không thuyết phục bởi thực tế nữ công tước xứ Sussex từng 4 lần du lịch châu Âu bằng phi cơ riêng cùng con trai trước đó, thành viên không thể chối bỏ của hoàng gia Anh. Có một sự thật phủ phàng rằng Meghan Markle luôn là đối tượng bị nhắm tới đầu tiên của danh sách dài những tờ lá cải thù địch. Họ thi nhau tấn công, mổ xẻ về cô, dù biết có những chỉ trích là vô lý. Chiều mùng 8 tháng 9 giờ London, khi nữ hoàng Elizabeth II băng hà, Daily Mail đã chế nhạo nhà Sussex đang tận hưởng chuyến du lịch giả của hoàng gia, trong khi Time of London gọi một cách không khéo léo, chuyến du lịch hoàng gia tự do thu nhỏ. Sự bàn tán dồn đến đỉnh điểm khi vợ chồng hoàng tử Harry được người dân theo dõi sát sao trên đường trở về Anh tham dự tang lễ của nữ hoàng. Ngạc nhiên thay, giữa luồng chỉ trích Meghan bằng từ ngữ tệ hại nhất. Rất nhiều người bày tỏ sự vui mừng khi thấy cô và hoàng tử Harry cùng vợ chồng hoàng tử William xuất hiện ở lâu đài Windsor. Trên Twitter, các hashtag như Meghan, Meghan Markle thu hút hàng triệu lượt xem. Cũng trong lần xuất hiện này, Meghan ghi điểm qua lối ứng xử thân thiện. Hôm ngày 10 tháng 9, vợ chồng cô thực hiện chuyến đi dọc lâu đài Windsor để cảm ơn người dân tới đặt hoa tưởng nhớ nữ hoàng Elizabeth II. Tuy nhiên, một số người tỏ thái độ không chào đón Meghan. Dù bị hai phụ nữ từ chối bắt tay, nữ công tước xứ Sussex vẫn chạm nhẹ lên cánh tay một trong số họ, rồi rời đi. Hành động bình tĩnh của Meghan nhận được lời ca ngợi từ cộng đồng mạng. Họ khen nữ công tước xứ Sussex giả sống thật với con người mình, giữ được phẩm giá và sự chính trực. Và tương tự chị dâu Kate, Meghan tri ân nữ hoàng bằng cách đeo đôi bông tai ngọc trai đính kim cương mà bà tặng cô hồi năm 2018, đến Westminster Hall dự lễ rước linh cữu bà nội. Meghan ngồi chung xe với Sophie, bá tước phu nhân xứ Wessex, tức là con dâu út của nữ hoàng, cũng do thứ bậc hoàng gia mà Meghan phải đi sau Kate. People giải thích rằng Kate được ngồi chung xe với hoàng hậu Camilla vì mới được nhận tước hiệu công nương xứ Wales, tước hiệu trước đây của công nương Diana. Và vì Kate là vợ của hoàng tử William, hiện là người kế vị hàng thứ nhất sau vua Charles III, đây là thứ bậc rất cao tại hoàng gia. Trong lễ tang nữ hoàng Anh ở tu viện Westminster sáng ngày 19 tháng 9, ống kính máy ảnh ghi lại khoảnh khắc Meghan đặt nhẹ tay lên má để lau nước mắt khi nhìn linh cữu của bà nội được rước đi. Diện bộ váy gián kết màu đen của Stella McCartney
kết hợp dây mũi nhọn, găng tay và màn che mặt, nữ công tước xứ Sussex không kìm được xúc động khi đứng cạnh vương hậu Camilla, công đương kết, hoàng tử George và công chúa Charlotte. Trên thực tế, Meghan và chồng đã chính thức bị tước bỏ tất cả vai trò danh dự với tư cách thành viên cao cấp của hoàng gia Anh từ tháng 2 năm 2021. Nhưng với sự trở lại này, họ chứng tỏ được mình vẫn là thành phần không thể thiếu của gia tộc quyền lực nhất xứ sương mù. Hay nói cách khác, dù bị ghẻ lạnh vì những rắc rối đã gây ra, Meghan vẫn có vị trí nhất định khi trở về nơi đã chứng kiến khoảnh khắc cô đổi đời. Theo The Independent, vợ chồng Harry đã nắm bắt cơ hội này để đoàn tụ với gia đình, từng bước khôi phục vị thế ở hoàng gia Anh. Giới quan sát nhận định Harry và vợ đang được chào đón trở lại sau bài phát biểu của vua Charles III. Tôi muốn bày tỏ tình cảm với Harry và Meghan dù họ muốn tiếp tục xây dựng cuộc sống ở nước ngoài.